Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trước khi rời khu cách ly, một nam thanh niên được lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Sau khi trở về Hà Nội, anh được thông báo dương tính với COVID-19. Theo ông Hoàng Đức Hạnh, từ ngày 19 tháng 8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, ghi nhận 2 trường hợp hết cách ly tập trung tại Hải Dương trở về Hà Nội nhưng có kết quả xét nghiệm lần 2, lần 3 dương tính. Và một trường hợp nhập cảnh vào Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính có liên quan đến Hà Nội. Trường hợp mới này là F1 của bệnh nhân 1034, đó là nam bệnh nhân 23 tuổi, trở về từ Nga, được cách ly tập trung tại Hải Dương, kết thúc cách ly vào ngày 25 tháng 8, với tạm trú tại số 58B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, để trở về quê tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước khi rời khu cách ly, người này được lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Tối ngày 25 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương mới có thông tin kết quả xét nghiệm. Trường hợp này âm tính nhưng ở cùng phòng với bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19, bệnh nhân 1034 trong khu cách ly tập trung, nên được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu và chuyển cách ly ngay tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao, quận Nam Từ Liêm. Ngày 28 tháng 8, người này được xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với COVID-19. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này để chủ động khoanh vùng và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Bước đầu xác minh có 3 trường hợp F1, trong đó có 1 F1 tại quận Hoàn Kiếm và 2 F1 tại quận Đống Đa. Đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi phát hiện liên quan đến trường hợp dương tính này, có 1 trường hợp F2 nhưng đã chuyển sang F1 và được đưa cách ly tập trung.